Những ngày này không khó để bắt gặp mai rừng khi đến xã Gia Kên, thành phố Pleiku. Nơi đây nhiều hộ dân trồng cả ngàn cây mai rừng. Dù nghề trồng chăm sóc mai không phải là nghề chính, song đây lại là nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình bản địa Gia Rai ở đây vào dịp Tết Nguyên Đán. Cách thành phố Pleiku về hướng Tây Nam khoảng 10 km, xã Gia Kên được xem là thủ phủ mai rừng của tỉnh Gia Lai. Vào những ngày cuối năm, xã Gia Kên dần xuất hiện những con đường hoa mai vàng khoe sắc, hộ ít cũng vài chục cây, hộ nhiều có đến hơn ngàn cây mai rừng. Hoa mai nở khiến không khí xuân thêm rộn ràng. Theo nhiều người dân nơi đây, những cây mai rừng được ông cha ngày xưa vào rừng lấy hạt, đào gốc mai về trồng tại vườn gia đình. Thói quen đó được gìn giữ cho đến ngày nay, khi nhiều người khi đi rẫy cũng có vài gốc và cả túi hạt mai rừng đem về nhà trồng cho vui, cho đẹp. Nhưng về sau, nhu cầu chơi mai Tết gia tăng, được tìm mua với giá cao, khiến nhiều người thấy được lợi ích mày mò trồng mai. Thường dịp Tết là thời điểm bà con nhộn nhịp bán mai nhiều nhất. Cây mai không chỉ được trồng tập trung thành vườn, nhiều hộ còn tận dụng diện tích cà phê trồng xen canh, thậm chí cây mai còn được tận dụng trồng làm hàng rào cho đẹp. Trồng và buôn bán cây mai rừng đang trở thành một nghề của người Gia Rai trên địa bàn xã Gia Kên. Thậm chí bán mai rừng đang giúp nhiều hộ dân ở Gia Kên có cuộc sống tốt hơn. Ở cây mai thì hồi xưa mình đi lấy ở rừng, mình lấy cây hạt, xong rồi về nhà mình ươm rồi mình trồng. Mình trồng cây mai năm 2003 đến nay được là 20 năm rồi. Là mình trồng được là gần 200 cây. Thì mỗi năm đến Tết đến thì bán được có lúc thì có năm thì bán được gần 100 triệu, có năm thì bán được 50-60 triệu. Còn hầu như là trong làng này ai cũng trồng cây mai hết. Nhà tôi được trồng được 1.000 cây mai, trong dịp Tết được thu được là 30 triệu. Cho nguồn thu cho gia đình mình. Mấy năm nay nhờ cây mai nhà mình thu được nguồn nhập cho gia đình tôi. Trên địa bàn xã Gia Kên có khoảng 200 hộ trồng mai rừng với diện tích hơn 20 hecta, thu nhập mang lại ổn định từ 25 đến 50 triệu đồng một hộ một năm. Trong đó, bốn làng có nhiều hộ trồng cây mai rừng nhất là Oster, Thông Dố, Thông Ngó, Mơ Nú. Nhận thấy trồng mai rừng ở địa phương có triển vọng, xã đang hướng đến cho bà con xây dựng mô hình trồng mai rừng và trồng xen canh các vườn đồi, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Trồng mai không chỉ đẹp, có thêm thu nhập, mà hướng đến định hướng của chính quyền địa phương là phát triển du lịch. Qua thống kê thì trên địa bàn xã thì có khoảng độ 250 hộ trồng mai. Về thu nhập của người dân thì tập trung vào cái thời điểm Tết. Thì bán gốc mai thì nếu như mà đẹp thì bán từ 6 đến 7 triệu. Còn nếu rẻ thì bán từ 1 triệu đến 2 triệu. Một năm thì tính bình quân ra thì mỗi hộ thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng để bán mai. Hiện tại bây giờ thì xã đang thực hiện theo cái nghị quyết 06 của thành ủy về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố. Thì trong chương trình hành động của đảng ủy cũng như thế là kế hoạch của ủy ban xã sẽ khuyến khích người dân trồng mai xen canh, mai rừng xen canh đối với những dãy cà phê hoặc là hai bên đường. Thì hiện tại bây giờ xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch để thực hiện theo cái nghị quyết 06 đó.